Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Thì báo cáo các bác là số lượng về rất nhiều nhưng mà em không chứa tại nhà. Đây các bác nhìn này, nhà nó bé như cái gì này, như cái nhà này nhá, nhà bé như nhà. Bao việc nó chồng chéo lên nhau, nào thì đi setup cho anh em đám cưới, hỗ trợ kỹ thuật, rồi là đi lắp đặt mấy cái kiểu như là bộ karaoke gia đình nữa, nên là việc em nhiều. Nay là ngày thứ 5 rồi mà đống dây này vẫn còn chưa nắp vào thùng. Các bác phải biết rồi, sơn đến ngày hôm nay nhá, là 5 ngày sau khi sơn xong rồi mà vẫn còn chưa nắp vào thùng. Các bác thông cảm, nhiều việc chồng chéo lắm, nhiều đơn hàng của bác loạn hết cả lên rồi. Máy in này đang hỏng nốt đấy. Thì hôm nay em báo các bác là có về một ít hàng để em review. Thế còn lô này là trước em bán thợ, trước là giao thợ, nhưng mà dạo này thợ chê hàng giá lên cao quá, nó không đấy, nên bán lẻ cho vui. Đầu tiên em giới thiệu các bác là TB PR Audio. Thì có hai mã, nhưng về trước một mã. Vừa có xe ô tô đậu đây nhưng mà thôi đấy. Bảo là anh em dưới kho chú chuyển lên này cái để anh quay đấy. Thì em báo cáo các bác nhanh này nha. Lô TB này là TB PR Audio TK8010 đấy. Góc mở 100 độ tròn này. Phép quy là 58Hz, 19kHz này. Công suất 300W, 8Ohm, 95dB, 15kg. tbsound.com nha. Đấy. Và PS của H Acoustic. Dòng này thì full RAM 25. Giá tiêm báo sau nha. Một bass 25, một tép kẹt. Bass 25. Đấy, con này thì cũng là bass 25. Con này thì từ 15.6:63 và tép là từ 12:44. Nhưng con H Acoustic này thì bass từ 15.6:63. Nhưng tép của nó thì lại từ 14:51 đấy. Và tiếp cạnh đây nữa thì là có Yamaha, em có hai đôi nhé, dòng cao cấp. Những cái dòng gia đình cao cấp này thì em thích bán này, thích lấy về chơi này. Con này là KSX25 8 ohm, 150W, Pokka Ampic là 450W, 55Hz đến 30kHz, 90dB đấy, trên 2.83V đấy. Và nguồn gốc xuất xứ thì các bác cứ yên tâm là Mazen Sapa đấy. Thùng về tình trạng còn khá đẹp. Em có hai đôi Yamaha đấy. Đẩy thì lô này em có nhiều, nhưng mà lô này là anh em bảo là anh Lộc anh hộ em cái hộ thế nào để về nó bị gãy quạt gió này, với cái cọc loa thì nhiều con nó gãy này, gãy hết cọc loa nên là thay cọc loa mới nắn lại vỏ. Về cái hơn trăm con đẩy BF Audio có hai mã là BF 2000 và BF 1008, giá chênh lệch nhau tí tiền thôi, không chênh lệch nhau nhiều đâu. Đấy, lô này thì em cũng không báo giá nhá. Lô riêng lô đẩy này em không báo giá. Các bác thích giá thì liên hệ trực tiếp với em sẽ báo giá tốt cho các bác. Ôm được bao nhiêu thì ôm. Lô này là nhận sửa hộ nhá. Thay quạt thôi, không có gì đâu. Chỉ có thay quạt thôi, công suất hoạt động bình thường. Đấy, lô này về thì rất là ngon, chỉ có thay quạt thôi. Tay quạt mấy cái cọc loa thôi, mấy vài con bị này thì nắn thôi, chứ còn hoạt động bình thường. Đấy, công suất không làm sao cả, máy rất là bền. Đấy, thì bây giờ em sẽ báo giá nhé. Yamaha này là 3.2 triệu một đôi bao ship, 3.2 triệu một đôi. Còn kiểu đắt thì tùy, bên em thì không bán rẻ đâu. Những cái đô này là hàng cao cấp em mới bán, chứ còn những cái loại gia đình vỡ vẩn em không bán đâu. Những cái mẫu loa nằm này cao cấp này, hoặc là những mẫu karaoke gia đình cao cấp như này thì em mới bán, nhưng còn vớ vẩn em không bán đâu. Mấy cái loại vừa ít tiền em không bán đâu, cái chất lượng không có. TB Acoustic, TB Audio, model của nó đây, TK8010, giá là 7.3 triệu một đôi bao ship, hàng cao cấp nhá, không phải hàng rẻ tiền đâu nhá. H Acoustic là vào 7.2 triệu một đôi bao ship. Con này thì giống một Nexo nhá. TB này em có hai mã, một cái mã khác là cái mẫu nó mã thoát hơi mặt, con này là mã thoát hơi sau. Mã thoát hơi mặt thì lưới nó bé hơn, xe đầy hàng không chở được. Con kia thì lưới nó khác, con này lưới nó sẽ khác, nói chung là khác. Đấy, 7.3 triệu một đôi nhá. Những phân khúc cao cấp thì em bán 7.3 triệu là các bác thích sơn màu trắng thì sơn trắng, sơn màu đen thì em sơn lại đen. Riêng cái lô này thì em phải sơn lại đen hết. Con này thì tiếng rất là hay. Đấy. Con này là H Acoustic nha. Sử dụng củ bát, củ tép đều của là CMK Acoustic. Đây. Các bác xem này. H Acoustic này,
Đây, chữ H này nhá, acoustic system này, cộng 1 trừ 1 là sub, cộng 2 trừ 2 mới là cái loa này. Con này dựa trên thiết kế của Pháp và công nghệ là của Mỹ, nên là của loa. Mở ra thì bên trong nó ghi là Technology hoặc là Mazer Inform USA. Đây, loa rõ ràng là hàng xóm của Việt Nam luôn mà vẫn còn Mỹ nói đây. Đấy, hàng của bên em báo thật nhá, không có nói điêu đâu. Tất cả đây là đều nam châm hết này. Con này thì sản xuất dựa trên cái thiết kế của Nexo PS10 già 1. Tức là sản xuất theo form của PS10 già 1. Đấy, lô này thì giá về không rẻ tí nào. Lô này các bác thợ nào mà ôm thì em còn 12 đôi nữa. Bác thợ nào ôm thì em còn đúng 12 đôi nữa. Tổng cộng 26 đôi, bán được khá, còn 12 đôi. Đấy. Hàng của em thì nó không được đẹp. Đây về con sao thì quay vậy nhá. Lưới nó bị mốc này là phải. Đấy, thấy chưa? Xịt máy rửa xe, phơi một nắng hai sương. Đấy, tem logo đây. TB này thì hàng cao cấp nhá. TB thì không đùa được. Những cái dòng TB này thì không chê được cái gì. Chê mỗi cái tại sao đắt thế nhưng tiếng nó rất là hay. Đấy, tất cả ốc này cũng TB hết này. Ốc này nha, ốc đều TB hết. Và cái loa này em sẽ bê sang đây. Con loa này khá nhẹ. Con loa H acoustic này khá nhẹ. Đây, nỗ cọc của nó đây. Dưới đáy của nó nỗ cọc này có vị trí bắn ốc treo đây, rất là hay. Đấy. TB đây thì em sẽ lật ngựa con loa TB này ra nha các bác nha. Con loa này khá là nặng. Đó. Ui giời ơi. Đây mặt lưới nhá. Nó thiết kế giống kiểu là 4010. Mặt đáy đằng sau đây tất cả đều có logo của TB. TB. Thấy chưa? TB. Đấy. Tức là cái chân cọc cũng có của TB, nó giống của ôm vậy, giống của OHM cao cấp vậy. Rất là cao cấp. Lưới nha, lưới trắng. Các bác thích màu trắng thì em để màu trắng, còn các bác thích màu đen em sơn lại màu đen. Lưu ý nha, đấy mà bảo là sơn lại màu đen chuyển khoản trước ít nhất là 1 triệu em mới sơn, còn màu trắng thì cứ cọc 500 thôi. Bởi vì đây nhiều con về nó bị móp méo một tí này. Này thì em có số lượng có hạn nha, có vài đôi thôi. Đấy, còn một mã nữa cũng TB, không phải là mẫu như này đâu mà là mẫu khác, nó gần giống cái này, cũng lưới này nhưng không phải là nam châm mà nó có bắt ốc trên này. Xe đầy hàng quá nó không trả được, em quên mất cái mã rồi. Đấy, các bác nào thích cái lô này thì vào giá cho 7,3 triệu, 7,2 triệu. Đấy, tất cả này đều làm lại sơn lại cho các bác ngon này. Cứ cam kết các bác là 3 tép nguyên zin, con nào không nguyên zin là giảm giá kịch sản. Đấy, đây là cụ bát đây. Đấy, trông nó xấu. Trông cái loa trông như đồ vứt đi. Đấy, xôi 325 từ 156 con 63. Đấy. Và đây Yamaha 3,2 triệu bao ship. 3,2 triệu bao ship nha. Lô này không rẻ đâu, đắt lắm. Em lấy vào nó cao rồi nhưng bán nó phải đắt rồi. Một bát 25 và 2 tép giấy. Đấy, về nhiều con nó còn bị mất ốc này. Đấy, các bác nào thích cái gì liên hệ trực tiếp với em. Lô này về mất ốc của nó là có nguyên nhân. Người ta chụp ảnh, sau đó là nắp lại bát, nhưng nắp nhanh, không cần nhiều. Đấy, chỉ cần đủ ốc là được. Đấy, có khi là bắn chéo mất cả ốc, chéo cả lỗ ốc nữa. Đấy. Còn lô này thì em nhận hộ thôi, sửa hộ thôi. Còn các bác nào mà thích đấu giá cái lô BF Audio này thì em có nhiều. Còn gần 100 con nữa, 80 mấy con nữa. Mấy anh em cùng làm cơ mà. Cả BF 1008, cả BF 2000, lô này em báo giá sau nha, báo giá riêng. Nhắn tin cho em báo giá cho. Nó chỉ anh nhạc 1-200 nghìn hay 3-400 nghìn một con thôi. Đấy, còn nếu mà chọn thì nó sẽ đắt hơn. Ôm lô nó khác mà chọn nó đắt hơn. Em nói luôn nha. Còn các bác nghĩ nào thì tùy. Hàng của em xấu như này, không có đẹp. Đấy, về nó còn quạt nó bay như người nhện này. Bây giờ cốc nguồn vào là cánh nó vẫn quay. Đấy, nó rời ra khỏi khung này thôi. Còn nhiều anh em tiết kiệm nha, đặt lại như này xong là gắn keo. Em này không chơi cái trò mèo, em thay là thay luôn, cứ gắn keo dám bữa nửa tháng nó lại bay như người nhẹ nữa thì vứt đi.
đúng không? Đấy, ok. Đấy, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Hôm nay báo cáo các bác là có ít hàng về, nhà chật không chứa nhiều. Còn em bảo là em ơi chuyển hàng lên đi để anh vệ sinh, anh sơn, có khách ôm nô là bắt đầu là kín sân ngay. Nhưng trước hết là phải giải quyết được mấy cái bộ ca này đã, nhà chật quá không chứa được nhiều, là ít thôi, mỗi loại đôi review thôi. Thì còn các bác thích thì em xuống kho quay cho các bác xem, hôm nào xuống kho đánh chim nhé. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.